Ôi chào mọi người, giờ mình quay quay âm ly cho mọi người xem nhá. Con ôn kêu này ấy, giá gốc của nó tầm 17 triệu AV âm ly, rất đẹp. Không bàn về cũ mới nhá, trong túi ni lông rồi mà. Loa trung tâm này ấy, loa trung tâm, nói chung là loa trung tâm của nó chất lượng rồi, nó giảm cực nhiều luôn. Ngày con này tầm khoảng hơn 5 triệu này, bây giờ còn có mấy trăm nghìn này, 700 nghìn nhá, chưa tính khối lượng đâu mọi người. Khối lượng gửi về thì nó khác một chút, mình không nói đến đúng không ạ? Con này chẳng hạn giảm giá siêu nhiều luôn. Loa trung tâm của 100W đẹp thế. Mình muốn mua con này ghê. Nhưng mà âm ly của mình không đánh được nữa rồi, đủ rồi. Anh em mà xem phim ấy, có cái âm ly AV nghe nhạc xem phim ấy, anh em mua con này về là chuẩn này. Mua con này về là chuẩn này. Đây, hoặc là con này cũng thế. Đấy, giá nó tầm 5 triệu 2, 5 triệu 3 này, giảm xuống đúng không ạ? Cực rẻ luôn. Con này mới kinh này, 10 triệu xuống còn 1,1 triệu này. 10 triệu xuống còn 1,1 triệu. Đấy, 150W Onkyo. Anh em mà không mua con trung tâm này thì hơi phí đấy nhỉ, vì là giá nó rẻ ấy. Made in Japan nha mọi người nhé. Đây, in Japan. Con này cũng thế này, Victor này. Đấy, giá tầm 9 triệu xuống còn 1,7 triệu. Nói chung là giảm hết giá rồi mọi người nhé. Mọi người không phải nghĩ gì đến cái việc loa trung tâm giảm giá các thứ cả. Ok, quay tiếp âm ly cho mọi người xem. Con AVR-X55 này. Đây, con này khá là gọi là gì nhỉ, chất lượng đúng không ạ? Đấy, 5 triệu. Đây, rẻ thật đấy. Âm ly ở đây rẻ, âm ly loa trung tâm rẻ. Mấy con AVR này tương đối là rẻ so với những cửa hàng khác mình đi. Đây, con 605 này. Đấy, siêu mới, bọc trong túi ni lông mà. Ấy, dưới đây có bộ gọi là của Pioneer. Đây, giá gốc của nó tầm 11 triệu, giờ còn có 1,7 triệu. Đây là một bộ nhé mọi người nhé, nó đi theo nhau à. Nó có hai cái, một cái là S300 và SF500 nhé. Đây và đây, đúng không ạ? Hai cái. Đem đi Yamaha mới luôn. Ok. Ôi, đây có một bộ system, một hệ thống, một loa hệ thống của bọn Pioneer. Siêu rẻ, 3.300 anh em ạ. Anh em cứ tra theo cái này để lấy cái thông số khối lượng nhá. Thông số khối lượng và gọi là giá mới của nó, à giá ban đầu của nó nhá. Đẹp lắm. Gồm có 2-4 cái loa nhỏ này, một cái cục sấp này và một cái đầu, đúng không ạ? Với giá này thì rẻ. Mấy con loa tivi đây. Đấy. Con này cũng được này mọi người. Đấy. Nhiều người tìm con này mà. Anh em nào hay tìm con này thì đăng ký đi tôi lấy cho. Đây, thông số còn ở đây nhá. 70W. Ok. Cục đẩy này, cục đẩy của Yamaha. Đây là cục đẩy của Victor này. Đẩy của Victor siêu đẹp. Đây là cục đẩy của Ramsa. Ramsa nha mọi người nhé. Tuyệt vời luôn. 60W 2 kênh. Loa Yamaha
loa này 200W về hát karaoke thì tuyệt vời. Mọi người ơi, cái này nó chỉ có một cái thôi nhá. Một cái nó không phải hai đâu. Mọi người để ý nhá, không lúc lại tưởng là hai thì chết mình. Một cái nhá. Bộ Boss này lâu lắm rồi không bán đâu. Bộ Boss 2.1 này. Từ ngày xưa mình đi. Nói chung là hôm nay nó cũng nhiều cái mới, nhiều cái cũ. Nhiều cái mới, nhiều cái cũ ở đây. Đấy. Đây này có công sắp. Sắp này. Sắp của Onkyo này. Rẻ đó mà. Yamaha này. Subwoofer đấy. Subwoofer anh em Việt Nam hay gọi là subwoofer đấy, đúng không ạ? Đây, con này giá gốc của nó tầm 8, à đâu tầm 4 triệu hơn này. Giờ còn có 900 nghìn thôi. Rẻ lắm. Con này mới kinh này, mới rẻ nữa này. Tầm 7 triệu 2 này. Đây còn 1 triệu, mọi người nhé. Đấy, subwoofer. Đây cũng thế, có đèn ông 12 triệu, giờ còn 2 triệu rưỡi. Đẹp thế. Siêu đẹp. Siêu đẹp. Siêu đẹp đúng không ạ? Ok, mình quay đến đây thôi nha mọi người nhé. Rồi mình chụp ảnh.